Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội đền Hùng, đó là dịp lễ quốc gia để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn của con cháu trước công lao dựng nước của các vua Hùng. Cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là người người lại nô nức hướng về đền Hùng để mà dâng lễ thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ về cội nguồn của dân tộc. Hôm nay đi giỗ tổ, hôm nay được nghỉ ngày giỗ tổ. Nhưng cụ thể là giỗ ai? Chưa chắc đã có người biết. Theo truyền thuyết thì đất nước ta có 18 đời vua Hùng. Vậy thì giỗ tổ ở đây là giỗ vị nào trong 18 đời này? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người. Đầu tiên, để hiểu ngày giỗ tổ là giỗ ai thì phải nói đến nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên. Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ, được một thời gian thì sinh ra bọc 100 trứng, trứng nở ra 100 người con. Khi Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay, 50 người con theo mẹ lên non, 50 người con theo cha xuống biển. Trong những người con theo mẹ Âu Cơ, người con cả ở lại đất Phong Châu và được tôn lên làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Thế nhưng 50 người con theo Lạc Long Quân đi đâu thì không ai nói rõ. Như vậy, theo truyền thuyết, Hùng Vương đời thứ nhất là con trai cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ông lên ngôi vào năm 2879 trước công nguyên, đặt quốc hiệu nước là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ. Truyền đời đến năm 258 trước công nguyên thì bị thục phán An Dương Vương chiếm mất nước. Trong thời kỳ Hùng Vương, tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Lãnh thổ nước Văn Lang được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng đông giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Hồ Động Đình, nam giáp nước Hồ Tôn, tức là nước Chiêm Thành, nay là tỉnh Quảng Nam ngày nay. Đó là nguồn gốc của Hùng Vương. Còn nguồn gốc của ngày giỗ tổ, một số tài liệu lịch sử ghi lại, ngày giỗ tổ đã có từ cách đây 2.000 năm dưới thời thục phán An Dương Vương. Cột đá thề đã được dựng trên núi Nghĩa Lĩnh ghi rõ như thế này: nguyện có đất trời lồng lộng trứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và giữ gìn giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió răng búa đập. Các đời vua sau này cũng luôn ghi nhớ, khẳng định vai trò của các thời đại Hùng Vương đã xây dựng giang sơn. Chính bởi thế mà hàng năm luôn có ngày giỗ tổ vua Hùng. Nhưng mà tại sao lại là ngày mùng 10 tháng 3? Ngày mùng 10 tháng 3 có phải là ngày mất của tất cả các vị vua Hùng? Đương nhiên là không thể nào. Thế ngày mùng 10 tháng 3 là ngày mất của vị nào? Phải nói rằng trước đây người dân không có tục đi lễ vào ngày mùng 10 tháng 3. Họ thường tự chọn ngày tốt theo bản mệnh của từng người và nô nức đến lễ bái các vua Hùng suốt năm. Thời điểm đông nhất thường rơi vào các tháng thu hoặc là tháng xuân, chứ không định rõ ngày nào. Như vậy là thời gian lễ bái thường kéo dài liên miên, vừa tốn kém tiền của lại không bày tỏ được lòng thành kính, không tập hợp được lòng dân. Nhận thấy điều này, Tuần Phủ Phú Thọ ông Lê Trung Ngọc vào năm 1917, tức là năm khải định thứ nhất, đã làm bản tấu trình lên Bộ Lễ xin định lấy ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày quốc lễ. Từ đó về sau, cứ vào ngày mùng 10 tháng 3, nhân dân cả nước lại hướng về Phú Thọ để tôn vinh công lao của các vị vua Hùng và coi đây là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Có thể nhận thấy là qua các thời kỳ, các vua Hùng luôn giữ một vị trí linh thiêng với người Việt Nam. Bác Hồ cũng đã từng có hai lần về thăm đền Hùng. Tại đây bác đã có một câu nói bất hủ: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Phần sau của video này sẽ là những lý giải thậm chí còn thú vị hơn. Nếu mà bạn tinh mắt để ý thì nếu xét thời gian trị vì thì các vua Hùng trị vì tổng cộng là hơn 2.600 năm mà chỉ có 18 đời vua thì đây là một con số rất là khó thuyết phục. Các sử gia đều tỏ ý nghi ngờ điều này. Ví dụ như là nhà sử học Ngô Thị Sĩ đã viết rằng: người ta không phải là vàng đá sao lại sống được lâu như thế, điều ấy càng không thể hiểu được. Ông viết ở trong Việt Sử Tiêu Án. Còn trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim cũng viết: cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm, dẫu là người đời thượng cổ đi nữa thì cũng khó lòng mà nhiều người sống lâu được như vậy. Phải chăng các vua Hùng đều thọ hàng trăm tuổi? Khác với ghi chép của sử sách và truyền thuyết giã sử, các nhà nghiên cứu cho rằng con số 18 ở đây không phải là 18 đời vua, 18 ông vua, mà là 18 ngành vua. Mỗi ngành lại gồm nhiều đời vua, mang chung một niên hiệu. Khi hết một ngành thì mới đặt một niên hiệu mới. Ví dụ, đời Hùng Vương số 1 là Hùng Đức Vương. Hùng Đức Vương lại truyền ngôi qua nhiều đời. Hết các đời của Hùng Đức Vương thì mới chuyển qua đời Hùng Vương số 2, đó là Hùng Hiền Vương.
Như vậy nếu mà chỉ tính đơn giản hai đời Hùng Vương này thì cũng đã có đến hơn chục vị vua rồi. Bên cạnh đó, thời gian trị vì cũng như tuổi thọ của một đời Hùng Vương có thể hiểu là tuổi của nhiều đời vua và số năm trị vì của nhiều đời vua thuộc một ngành cộng lại. Vì thế thời gian trị vì 2.622 năm của các vua Hùng cũng chẳng có gì là hoang đường cả. Thời Hùng Vương cha ông ta sống như thế nào? Để mà dễ hình dung thì thời Hùng Vương gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết như sau. Đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ, câu chuyện bọc trăm trứng nở trăm con. Trong đó người con theo Âu Cơ lên non, người con cả đã trở thành Hùng Vương thứ nhất. Hùng Vương thứ 6 có hai câu chuyện nổi tiếng, đó là Thánh Gióng, câu chuyện đánh thắng giặc Ân, và truyền thuyết bánh chưng bánh dày, cũng là câu chuyện chọn rể ở đây là Lang Liêu. Đời Hùng Vương thứ 17 thì có sự tích dưa hấu với Mai An Tiêm ở trên đảo Hoang. Đời Hùng Vương thứ 18 có câu chuyện Chử Đồng Tử, Tiên Dung và Sơn Tinh Thủy Tinh. Rồi nói tới thời Hùng Vương là nói tới trống đồng. Thời Hùng Vương đã đạt đến đỉnh cao của công nghệ luyện đồng. Trong đó nổi tiếng nhất đương nhiên là trống đồng, là chiêng đồng. Những sản phẩm này được coi là vượt trội hơn nhiều so với các nước láng giềng cùng thời kỳ. Sử sách kể lại ngay cả khu vực sông Dương Tử, nơi đúc đồng nổi tiếng của Trung Quốc, lẫn ở trong Đông Nam Á cũng không thể sánh bằng trống đồng của nhà nước Văn Lang. Theo lời kể của các nghệ nhân có lưu truyền đến nay thì nghệ thuật đúc đồng pha trộn các tỷ lệ hợp kim đồng thau tạo tiếng trống đồng âm lượng lớn và âm sắc đẹp, trong trẻo vang xa. Còn nghệ thuật trang trí trên trống đồng thì cũng đạt đến độ tuyệt mỹ. Một số tài liệu có ghi chép rằng thương lái Tây vực Trung Quốc thời ấy thậm chí phải lặn lội tìm đến đổi một chiếc trống đồng bằng 9 con trâu, một giá trị rất lớn. Một thành tựu phi thường khác của thời Hùng Vương đó là di dân từ miền núi vùng Trung Du đi khai thác vùng đồng bằng. Cha ông ta đã canh tác trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn. Đặc biệt thời này cha ông ta cũng đã biết chế nước mắm và biết nấu rượu. Và cuối cùng, thời Hùng Vương, tổ tiên ta ăn mặc như thế nào? Trong sách giáo khoa, trong các bộ truyện và cả những lễ hội, thời Hùng Vương được mô tả như thế này. Đàn ông thì đóng khố cởi trần, đàn bà ăn mặc cũng rất là đơn giản, dùng lông chim che các bộ phận nhạy cảm. Đến cả vua quan cũng đóng khố nốt chứ đừng nói đến gì thường dân. Điều này gần như đã vấp phải sự phản ứng của các nhà nghiên cứu. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ông bà, tổ tiên thời đó đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và hình ảnh đóng khố che người bằng lông chim có thể là không chính xác. Nó lại vô tình tạo ra sự tự ti so với hình ảnh hào nhoáng của các nước xung quanh, đặc biệt khi mà các nước xung quanh họ làm phim quá hay. Ứng với truyền thuyết Âu Cơ dạy dân cấy lúa trồng dâu dệt vải, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dụng cụ để xe sợi trong giai đoạn cách đây 4.500 năm. Một số mộ táng thời Hùng Vương ở Phú Thọ cách đây khoảng 3.000 năm thì thấy rõ cả vết vải liệm ở trên hài cốt. Các mộ khác cách đây khoảng 2.800 năm cho đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên cũng đều có vải liệm. Trên trống đồng Đông Sơn loại 1 cách đây 2.800 năm thì có khắc hình vũ công mặc áo dài nhảy múa. Sử cũ thì cũng nói rằng ở thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ 2, nhà Hán, nhà Ngô đô hộ nước ta bắt dân phải cống nộp một loại vải tên là vải cát bá, một loại vải bông trắng mịn, vải tơ chuối và lụa tơ tằm. Điều đó cho thấy rằng hàng dệt may của nước ta từ trước công nguyên đã rất phong phú, đẹp và hấp dẫn với cả người nước ngoài. Và với các bằng chứng khoa học như vậy, 3-4.000 năm trước, cha ông ta đã biết làm ra vải rồi. Thì làm gì có chuyện vua quan phải đóng khố rồi là cắm lông chim đi ra ngoài. Như vậy có thể khẳng định, dưới thời Hùng Vương, cha ông ta đã có những y phục phổ biến trong giới bình dân. Và theo một số nhà nghiên cứu, trang phục đó đến bây giờ vẫn còn hao hao những nét ở những vùng thôn quê Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về thời kỳ Hùng Vương, hiểu hơn về ngày giỗ tổ. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ với bình luận viên Hải Thanh History. Còn giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.